Hôm nay Tiến đến nhà anh Sết để coi cuộc sống ảnh và hoàn cảnh ảnh nói có thực tế không, thì bất ngờ ảnh làm những động tác này là gì. Thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì ông gần tất cả cô chú anh em mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Rồi Tiến chào tất cả cô chú anh em. Thì hôm nay mấy anh em đến nhà của anh Sếp lên quay tặng nhà cho cô chú và các anh chị em thấy tặng nơi của anh ở cái nhà. Thì anh có lên kênh của Tiến mấy ngày trước đó. Đây căn nhà của anh Sếp, anh nói ở mới xong đó. Thì đây có thiện nguyện cũng có ghé nhà anh Sếp. Anh Sếp U61. Đây là ngôi nhà của anh Sếp nè quý vị. Anh ở có một mình trong ngôi nhà cũng rất là bự ha. Anh kiếm vợ về chăm sóc, có mấy có xây mấy phòng nữa kìa. Có xây cái này rước ba bà bốn bà về ở cũng được nữa. Rồi đi vô nhà cô chú anh em mà nhà có anh Sếp nha. Có hai ba phòng nữa nha. Anh Sếp ơi, trời ơi, đi tính đi đâu mà ăn cái này là đẹp trai gì vậy? Chào anh Sếp, chào mấy chú. Này đẹp trai ta, tướng tá ngon lành ha. Rồi thôi anh bắt ghế ngồi đi. Nhà anh Sếp ở đây anh sống với ai? Là nhà sống với thằng cháu, cháu chạy xe bãi chỗ đi tối ngày. Ở với cháu rồi hả? Rồi tối ngày anh có mình nhà đây luôn. Có mình một. Thường hàng thấy có máy sửa xe nữa hay gì vậy? Bơm hơi, rồi rửa xe. Mà này để không mà không có rửa. Vậy mời anh ngồi nhà ngồi đi. Rồi, để anh qua đó đi. Rồi qua đó đi ngồi cho nó sáng ha. Kéo ghế vào đây nè. Hôm nay thì Tiến mấy anh em có đi công việc thì sẵn rồi ghé thăm nhà anh Sếp. Thì có lên kênh của Tiến mấy bữa trước, lên đây tặng mặt coi cái nhà anh nói có đúng sự thật không. Đẹp chứ, bự chứ. Rộng rãi có ba phòng. Ba phòng, gì nữa anh cứ ba bà ha. Đúng rồi, ba bà. Anh cứ ba bà mỗi bạn phòng. Ngồi xích xích để bắt ghế xích. Cái kênh nhỏ này lâu lâu like chợ vắng người ta ít khách quá. Vô quý vị đang theo dõi xem thấy có nghe âm thanh rõ mà thấy hình ảnh rõ cho xin một chấm một số một gì nếu Minh Hoàng biết ha. Cô bây giờ anh giới thiệu lại đi, anh tên gì và bao nhiêu tuổi cho khán giả chưa từng xem á, cho biết hả? Đỗ Văn Sếp, sinh năm 63, quê quán ở Tam Nông, Đồng Tháp. Hiện nay ở chỗ này ấp Long Hoàng Nga. Hiện nay là nhà của em nó cho, bây giờ cũng như nhà, nó cho là cũng như nhà thôi. Lúc trước là nhà này là của người em. Của ông già. Có ông già. Rồi em đi nước ngoài. Giờ nó mua đất thì tất nhà trên của ai á. Coi như là cho này, cho cái nhà này lại cho anh. Tình trạng hôn nhân của anh Sếp như thế nào anh Sếp? Tình trạng hôn nhân thì hồi trước á, thì có vợ hai đứa con làm bảo vệ trên Bình Dương á. Rồi vợ lớn cho lý do là la nó giận nó là mẹ con đi mất tiêu tới bây giờ đi lên thành phố làm bảo vệ. Lâu chưa anh? Là năm 2016 rồi làm ở tại Chulico ở quận 9 mới gặp bà ở. Bây giờ bà mất rồi, chết rồi, là dịch mất, nó mất rồi. Mất rồi ngày 22 2 tháng 2 22 á. Là vợ anh cũng mất luôn ha. Vợ mất, bây giờ sau này mất, vợ lớn rồi. Vợ lớn là thôi là năm 2010. Vợ lớn thì thôi, rồi vợ sau thì bà bỏ đi. Bỏ đi dính bà đi mà giờ đi luôn luôn. Vậy cũng đào hoa quá chứ hả? Cái tưởng đâu nói có vợ về đâu có là lòi ra vợ lớn, vợ nhỏ nữa. Đâu là đâu phải vậy, đó là vậy thiệt, còn tại vì hoàn cảnh chứ không phải là chứ rồi, phải muốn vợ lớn anh, nhỏ. Anh với chị lớn được mấy người con? Dạ hai đứa con. Còn lớn hết anh ha. Lớn hết. Còn chị nhỏ? Chị nhỏ không có con. Không có con hả? Con của bà là hai đứa con, của hai con của bà. Dạ. Hiện nay anh Sếp đang làm công việc gì? Là đi vô cái số tại Lộc Thự. Đại lý giấy số ha. Không có đại lý, là như mình lấy đi con giao. Như là ông cũng đại lý nhỏ. Đại lý nhỏ. Giấy mình đi giao giấy số cho mấy người bán.
Rồi mình kiếm chênh lệch quay hồng ha. Quay hồng vậy. Rồi hắm gầy anh lên kênh này có chọn được cô nào chưa? Trời ơi, nhóc mà chẳng ông lý cho, chóc cho lý cho ông gì đâu không. Vậy là có lên. Ờ, bữa lên bữa đó ông gì đâu, nhóc mà chẳng. Vậy là có lên kênh này hả? Có lên kênh tiếng này ha? Dạ. Có. Mấy bà điện nhóc luôn hả? Điện nhóc mà chẳng con gặp ông gì đâu không. Rồi gì đâu không là tìm sao? Hiểu, tìm hiểu. Tìm hiểu là cái này là không phải. Không mà gặp bà có 10 bà. Có ba bà mốt hai bây giờ phải biêu chảnh mà phải bằng có tiền trời làm chết cho ba bà có nuôi à. Tôi kêu gì đây sao ở chảnh là cũng liều lên vậy thôi bằng mạng yêu thào giờ ý anh muốn là phải rước về nhà ở đây ở chứ không đi đâu hết thì tứ ví dụ thì vợ cô đó thương nuôi là cô đó có nhà thì cô ý cô muốn gì đây là cô muốn nuôi về dưới rồi cái chuyện đó thôi coi như muốn ở đâu ở đúng rồi Tôi nghĩ là anh có hai phương án. Đúng rồi. Ví dụ như chị đó có nhà có điều kiện làm ăn ở trên đó thì anh đi theo về trên đó ở rể. Rồi nếu không thì chị đó không có gì thì về đây anh bắt dâu. Về đây sáng đi dòng 4 giờ rưỡi tôi đi rồi, 4 giờ rưỡi tôi dậy đi rồi. Ở đây anh ở của mình cũng ngon chứ rộng rãi quá trời. Buồn chứ hồi nhỏ sao chứ giờ quá hoàn cảnh nó có vợ nó buồn. Tí của bên kia là chốt gì vào đây. Anh em kia vô đây luôn má nó chết rồi nó biểu đi kiếm hoài. Đừng cái chữ thề. Dạ quên. Lên mạng chữ thề chết luôn rồi người ta hiểu lầm mình chết đang live trực tiếp đó. Đang live trực tiếp á. Ở gì vậy? Tao nói mất lịch sự chứ. Nói chung chú nói anh nói rồi nó lẹo lử rồi đừng nói chung không. Rồi bây giờ thì theo bây giờ nói rõ ràng đây bây giờ thích người vợ nãy là anh nói là kiếm gần gần đây hả? Là từ đâu đến đâu? Vĩnh Long cho lại đây chứ. Vĩnh Long cho lại đây còn thành phố không được luôn. Đâu đây. Sao? Đại thì cũng đi xa. Xích vô xích xa. Xa quá ha. Coi như là từ thành phố từ Vĩnh Long đổ về tới Cà Mau được không? Được. Cà Mau còn xa hơn thành phố. Không, tại Cà Mau còn xa hơn thành phố. Đi xa Cà Mau xa lắm. Đúng rồi. Coi như là tới Sóc Trăng thôi. Đúng rồi, tới Sóc Trăng cho lại được rồi. Sóc Trăng cũng xa hơn thành phố. Quên lâu lâu đi đúng không? Bây giờ cái chị đó ở nhà trọ cũng được luôn ha. Đúng rồi, vợ trọ gì đấy. Không cần, chỉ là xách một đôi dép đi về anh thôi. Đúng rồi, trọ trọ biết bán kêu có gì vậy không. Ví dụ như chỉ đi bán vé số về, anh bỏ vé số chỉ bán luôn. Được không? Được, bữa hôm anh nói nếu mà cái chị nào mà thương á, tặng xe đó luôn đó. Tặng xe đầu tiên là làm món quà xính lễ. Tặng chiếc bê sành luôn. Tặng lúc bê sành luôn. Ồ, chơi sang nha. Cái này ngon à. Đó, dành nó lại đi. Chính miệng anh nói mới được. Chính miệng dễ thôi, khán giả nói là vợ thì về đây vợ thì vợ chạy chiếc đó chứ không phải nói tặng, chứ tặng mới được. Anh phải nói chứ. Anh nói thôi về nếu mà em nào thương anh tặng một chiếc quy sàn, anh phải nói rõ. Tiếng nói thì cũng đúng rồi, lão bà nào cũng ham mà ông về gặp nó của nó không. Thì cái gì phải có mới được. Có thì ví dụ gì đây. Vì đây thì thiện vợ thì chồng mình lấy chợ cho giao cho đi chợ mua bán chứ đâu có tôi lấy chứ coi giờ bỏ cho người em chứ đó chứ gì chứ qua anh Khoa bên Khoa còn bỏ cho anh ha. Bây giờ trước mắt anh chạy chiếc này sau có vợ rồi đưa chiếc này cho xe cho vợ chạy anh lấy chiếc xe của anh Khoa đi buôn bán đi để cho vợ đi về sành đi chợ búa rồi ha. Đúng rồi, mình đi luôn vợ đi xe đẹp rồi chứ đâu anh muốn kiếm độ tuổi cỡ nhiêu độ tuổi 55-60 trở lại đấy. 55-60 trở lại. Tới 10 tới 18 ha. 18 mà thôi. Chơi nhiều. Quá về nó khởi mình chết luôn. Nó 18 điệu lắm, mình già mà lão lại đó. Mà anh muốn anh có muốn có em bé nữa không? Cái chuyện đó thì nó hên xui chứ biết sao giờ. Không mà anh có muốn không? Muốn chứ dạ mình kiếm muốn thì khoảng 40 mấy cũng 50 cũng được mà. Cả 40 chứ 50 thì cao, 50 chứ là cái cây me ở trước đó anh leo lên anh hái me nổi không? Trời ơi, tôi leo có mé không đó chứ. Hả? Tôi leo có mé không đó. Còn leo được. Giờ leo cao ha. Cây me đó mà leo lên hái trái được là ngon rồi. Trời ơi, tôi mé me đó. Cái cô chị bảy, còn này cô này bên đây mà cô có tôi. Trời leo muốn ăn leo bẻ. Vậy là cây me đó có lý ha.
Anh kể tánh tình anh chú đi. Tánh tình thì hòa nhã, rất là dễ, không khó khăn gì đó. Hòa nhã rất là dễ, không khó khăn. Điểm yếu, điểm mạnh. Điểm yếu thì nói chung ra thì đời sống người nào cũng phải có. Cái lúc đầu thì giận la la vậy, sao điểm yếu thì không tranh nghĩ lại. Giống như giận người la la xong là vuốt vuốt ha. Thì giận thì ai cũng vậy, giận la la rồi thôi, là không mà. Anh có bia rượu không? Ít ạ, nhậu cũng nhậu lắm mà ít nhậu lắm. Nhậu thì cũng nhậu lắm mà ít lắm là sao? Ít lắm là ví dụ là tối là không có nhậu chứ, có đám tiệc là nó lo quá là rồi. Nhậu tới chiều luôn, vòng nhậu hoài. Nhậu hoài là nhậu kêu quên lối về luôn hả? Không, không phải, không có dùng đó, là nhậu chỉnh là bắt đầu kiếm chỗ ngủ là rồi đó. Có đổi nước nữa hay gì, thấy nước quá trời. Đúng đó, để nước uống, để dành uống. Nước để dành uống, đổi một lần 10 bình vậy. Dạ. Rồi không có khó khăn. Không, tánh tôi, chú biết tánh tôi đâu dễ, rất là dễ. Sao tôi biết đâu, tôi có ở với anh đâu, sao tôi biết? Giờ người không biết, tiếng biết không tiếng gành. Tiếng biết không tiếng? Tiếng biết gành, vài lần tiếng biết gành. Tiếng giống chắc biết không? Sao dám gành được? Vậy là chỉ là biết anh qua tiếp xúc mấy mày ngày nay sao gành được. Cái nào anh phải nói rõ chứ sao dạ, anh nói dạ, tụi em nói đâu phải hiền lành trong tôi mà không có hung dữ là không đâu, đâu anh đưa cái bàn tay trái anh lên coi anh xè ra coi tôi có bói coi bói mới tin. Anh đưa lên màn hình này cho khán giả coi. Đưa gì nè? Đưa có ngồi ngồi đưa nhìn đúng rồi. Bàn tay này bàn tay chỉ đỏ như son. Đúng không? Bàn tay chỉ đỏ như son nè. Cái quên nữa này. Quên nữa bàn tay chỉ đỏ chạy luôn luôn nhớ đưa đây nè đưa đây được rồi đỏ là trên đó ta là các bàn tay đẹp chứ ta thầy bối bàn tay đẹp quá đẹp luôn bàn tay này bảo đảm bàn tay anh là lúc nào cũng có tiền không có tiền cũng nhiều à bàn tay này ta cầm điện tỷ mỗi ngày nè điện mỗi ngày đúng không? Lúc nào cái bàn tay này cũng có tiền hết đâu, không ít cũng nhiều à, cũng 5.000, 10.000 cũng có. Chứ. Chà, cái ngón út này dài, ngón út này nhiều vợ luôn. À, đúng rồi, xương xương hai bà rồi, còn lăng nhăng bên ngoài mấy bà nữa. Đó là không có. Không có hả? Cái bà kêu mình đi đi nhà bà, không có, mình lớn mình đâu dám làm bậy. Bàn tay này sống thọ lắm, từ 61 trở lên. Năm nay anh nhiêu? Năm nay 62. Thấy chưa? Mày thấy tao nói không? Đúng trang cái không? Quá chính xác. Ừ, từ 61 cho lên. Thằng này về ghê lắm. Thầy Quang. Bữa nay đi cho bói. Cái nay đi cho bói là cái nói thương nữa. Rồi giờ anh thích người vợ mập hay ốm? Vừa người thôi, đừng mập lắm. Mập hơn anh chút được không? Mập hơn hả? Được không? Hay là anh sợ mập quá ẩm không nổi. Vừa người đây ha. Vừa người ha. Ví dụ có chị nào lớn anh 53 tuổi anh chịu không? Được, thì biết là đạo đức. Bây giờ mình lớn tuổi rồi mình đâu cần kiểu như mà hồi nhỏ mình kiếm tuổi là nữa đẻ con cái đức kia. Bây giờ lớn tuổi rồi. Bây giờ người ta thương mình thương lại. Không có chị đó lớn anh 53 tuổi được không? Được. Anh nhiêu ký? Anh cao nhiêu nặng nhiêu? Cao 66. Nặng 60. Thì anh kiếm bà chừng 85 kg được rồi. Bố đó mấy giờ mà chú với chú cho chiếc xe lăn. Cái nhà sao cái nhà đó ở trong đó mình có phòng không? Phòng đó là để hồi trước bà già mà bị ta biết á. Dạ. Tới có ở dưới sao rộng không anh? Đây đại tiếng quay nhà anh ngồi đây đi. Còn mấy cái phòng này phòng gì? Phòng ngủ. Phòng ngủ hả? Hai phòng hả? Trời, hai phòng là cứ hai bà ha. Hai phòng cứ hai bà. Còn cái nhà trên nè cả nhà. Đại tiếng quay cho cô chú anh em. Đây anh là nhà sàn nha. Ờ, anh có cái máy tập chạy bộ nè. Nè cái máy tập chạy bộ cả nhà. Đây đó, anh chùm đây. TV. Có cái chiếc xe
chiếc xe bự chà bá nè. TV đồ đạc này cũng đầy đủ. Ở hôm nay Thiến đi lại tới nhà, Thiến quay trực tiếp cho biết cái khung cảnh nhà của anh xét như thế nào người nghe nha. Xét, anh xét. Đây có đóng lò phòng cho đựng nóng nha. Nhà. Anh nói là nhà anh ở dưới sông, mà đúng rồi, nhà anh dưới sông cả nha. Đó, bên đó cây sầu riêng. Đây anh có nói là nếu mà chị nào mà muốn mà đến với ảnh thì ảnh tặng cho một chiếc xe quay sàn này nha. Chiếc quay sàn này nha. Không có người ta đặt cái gì, đặt đặt giỡn hay là đặt đặt hai cái gục á. Tôm không, cái này tôm giờ tôm không à. Tôm giữ. Vậy là cái sông này cá cũng nhiều quá. Cá nhiều lắm. Ở đây còn còn cá mắm nhiều. Cá họ có hổm, có hổm ra một đợt của hổm rồi. Chào Thanh Đồng, buổi chiều vui vẻ. Không có ai một ai bình định. Hôm nay đi 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 quay làm thiện nguyện rồi sẵn kết nối trên đường đi kết có mấy anh kêu gọi kết nối yêu thương cho mấy anh luôn. có chị nào thích anh chào, anh sết không nè. Đó. Lâm Nguyễn nha. Này ở Tâm Nông. Cái này là gọi bằng cái gì chính xác là Tam Nông Hồng Ngự. Đây là Phú Thành A. Phú Thành A. Huyện Tâm huyện 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 Tâm Nông. Huyện Tâm Nông, Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Yeah. Cái anh hồi nãy là cái gì? Cái anh hồi nãy chắc cũng vậy luôn á hả? Nãy là xã An Phong. Xã An Phong. Đó, anh đang tìm vợ nha cả nhà. Có ai thì có nhu cầu thì liên hệ với mấy anh em nha. Có ai muốn kết nối với anh sết không mẹ? Tỉnh Đồng Tháp, dạ đúng rồi. đúng rồi, anh hay chị gì không biết đây, Phan gì? Obay. Phan Obay. Phan Obay. Chị có muốn tham gia chương trình thì liên hệ số điện thoại của Tiến là 0907 349 459 nha. Chị kết bạn Zalo đi rồi chị mới có về đây điện anh chạy xuống như chỗ Tiến để ghi hình trực tiếp thấy anh trực tiếp luôn hoặc là số điện thoại thứ hai là 0909 không không có. Rồi có anh chị nè, có quên, có chị nào thấy anh sết U61. Nếu rồi. Chị nào thấy anh sát đẹp trai thì cái chị này ở Đồng Tháp mà chị ở Đồng Tháp nè. Em cũng ở Đồng Tháp vậy anh đó có chịu không? chịu là anh đang gần ngay rồi mà gần mà đúng rồi anh đang kiếm gần đó chị ơi. Chị hỏi anh ở đâu vậy? Em cũng ở Đồng Tháp. Vậy anh có chịu không? Chịu, ở gần đây cho gần đi. Quá tốt rồi chứ. Đó, chắc chị này nghe anh làm đại lý vé số, chị cũng mê rồi đó. Nói chung ảnh thích là ở gần đó, ngày này Đồng Tháp rồi giờ cùng quê luôn, là hợp tình luôn. Cùng tỉnh chứ. Cùng tỉnh chứ cũng cùng quê. Hỏi chị ở Đồng Tháp ở chỗ nào? Chị ở Đồng Tháp chỗ nào chị? Mà hiện giờ chị ở đâu? Ảnh thì chịu đó mà còn chị không biết có chịu không? Anh nói đi. Thì vậy mà em chưa thấy, bây giờ thấy với nhau thì bây giờ gặp nhau chịu hay không thì mình biết. Gì? Em mê ca ca ca. Em mê số đề hơn anh à, chịu không? Em là chỉ nói chỉ mê số đề thôi. Thôi. Chạy lắc đầu hả? Thôi rồi chị ơi. Số đề là chạy. Tiếng phát. Bao nhiêu số thì được, chứ số đề thì không chịu.
về đây là ảnh là cho làm việc nhẹ lương cao, không có cầm gì mà trên ký lô chứ, chỉ 200 gram thôi, ngày ảnh phát 200 gram mà là công việc đó là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chỉ có 200 gram, có bê sành chạy nữa, có chiếc bê sành này cấp đâu đó, cấp một ngày là 200 gram với một chiếc quay sành đang chạy đi bán số bán số kiếm tiền chợ búa, kiếm tiền chợ búa kiếm thêm gì nào có vốn là nãy nãy tụi em có hỏi ảnh có thấy có cây me trước cũng cao lắm bây giờ cũng cổ thụ, hỏi anh có leo hái me không, anh nói anh leo tút lút ngày nào cũng leo, leo là bình thường ha anh, bình thường vậy đó, đâu gặm một cái được không, trong này trồng chi chục xạ hay là chục cống công nhân, công nhân này cống mà ở bờ đâu chứ không đâu sốt sốt chứ không dưới dạ anh này lực lắm à sốt này này cống nhum mà cống lan cống nhum này khè dữ lắm chè ba ra bảy nở mà cống nhum này không có sợ, không có sợ rắn không có sao dạ, nói chung là vui đi cứ vui là chính chứ không có gì hết, anh em cũng đang giỡn vui mà. Nói chung ra đây cũng vui chị không có gì đâu chị nếu mà chị đến với ảnh thì cũng càng vui hơn chứ không có gì, chị nhiêu tuổi rồi, chị bao nhiêu tuổi rồi, anh hỏi đi em nhiêu tuổi rồi, em nhiêu tuổi rồi em ông nghe cho biết nghe không? Nghe thấy anh mà nghe mới trả lời, thấy không nghe mới trả lời nè, có kìa em nhiêu tuổi mà em đùa cho vui thôi chúc mấy anh ngày cuối tuần vui vẻ em năm nay vừa tròn 91 tuổi anh tăng 50 triệu không vô ngon luôn, vậy là còn xanh não được á, không được được rồi hết rồi, thằng ơi 50 rồi còn sao sao mày biết biết hết rồi cười kìa, chỉ cười à, chị nói là anh đã yêu em rồi. Ủa em đã yêu anh rồi. Rồi sao anh trả lại đi. Vậy em nói em thương anh thì anh thương em lại chứ sao. À, sao chị nói đi anh nói, anh nói đi thì em thương anh thì anh phải thương lại em lại chứ không thương lắm tội vậy lắm em. Rồi rồi chị trả lại thôi thua rồi. Thua rồi. Thì anh biết rồi, giống như thua là xong rồi đó. Cũng như tiền rồi đi về thôi. Cũng như mà cái kia đó thua rồi thì đi về. Đi về. Rồi. Thua rồi. Chị nói là thua rồi. Ủa, rồi anh sao? Anh có trả lại lại. Là sao là sao? Em thương anh. Nhưng không phải nữa, có thương em. Anh có thương em không? Ông tên gì? Giới thiệu tắt máy. Anh tên Đỗ Văn Chết. Rồi khen Trần hỏi ông tên gì. Rồi cái nãy giờ tôi mình tưởng nó cái chị mà trả lời với anh nãy giờ á. Tưởng đâu chị, nhưng mà giờ em không phải nữ. Em là ấy chịu không? Em không phải nữ. Không phải nữ. Vậy là ấy. Vậy là ấy rồi. Có chồng rồi. Không phải có chồng. Không phải là chồng mà nó ấy. Không đừng cái gì. Ấy. Là vậy đó. Vậy là thua rồi đó. Nói thẳng là thua rồi đó. Anh có thích đấu kiếm không? Thua rồi đó. Mà thích đấu thì mình thích đấy chứ sao. À trời ơi. Vô luôn. Em là thích đấu là đấu luôn hả? Em là chị ấy thôi. Ông mấy tuổi? Ảnh tới hai lựa chọn lận mấy anh mấy chị ơi. Bây giờ á là giờ ảnh nếu mà ai có nhu cầu ảnh muốn đấu kiếm đấu luôn. Đấu luôn. Coi như là hai bên luôn đó. Hai bên luôn á. Bây giờ ảnh là ở nhà một mình cô đơn lạnh lẽo. Đó. Ở bên đây Tần Thị Tần Lê chúc anh Sết tiễn vợ thành công. Ai muốn về Đồng Tháp để được tham quan khu du lịch Tràm Chim thì nhanh chân đến với anh Sết nhé. Lấy ông này công nhận đắt gạo ghê ha. Lên. Thế bởi tôi ông đưa bàn tay lên là tôi nghi rồi, tôi nói thế nào là ông cũng hai ba vợ thiệt. Ông mấy tuổi? Chị khác cái gì đó luôn hả, đi kha chặn
ông mấy tuổi nói kìa. Mấy tuổi trả lời. À 62 tuổi. Ờ đúng không? Anh 62 tuổi em ơi. 62 tuổi. Ừ, tuổi mẹo. Còn nói đi. Em anh tuổi 62 tuổi, tuổi mẹo. Em nào gì muốn vậy anh thì về đây anh chở đi chơi. Thì mấy em muốn với anh á thì qua cho Tiến điện rồi Tiến đưa qua Zalo thì gặp mặt nhau mà nói chuyện nhiều hơn. Anh phải nói một câu nào đó cho phụ nữ người ta có lòng tin đi về đây. Ừ, anh nào về đây với em đây chỉ ăn ở không ngủ rồi thức dậy là anh phải đưa đi chơi. Rồi nhiều đó đâu có đến. Gì đó về không có đâu nói. Chắc là lúc anh chết bỏ luôn. Anh bỏ nó đi về luôn. Đầu tiên là anh phải nói làm sao để cho phụ nữ nghe được im tay. Thường thường anh không nghe, anh không nghe phụ nữ nói. Bên đây nữa nè. Trần Thị Mừng, em 50 tuổi, anh có đồng ý KKK. qua bên đây tôi không làm mai rồi qua bên kênh của Minh Hoàng chưa làm mai luôn ha. Là có đồng ý không kìa? Em 50 tuổi rồi. Anh tức lại à? Thì hỏi ta đi, hỏi em đâu? Hỏi em có thương anh không? Không, mà cái người đã xa anh chịu không? Hỏi em ở đâu? Hỏi thôi. Hỏi em ở đâu? Em ở đâu? Hỏi cha em mừng em ở đâu? Em mừng em ở đâu em? Anh Sết hỏi Trần Thị Mừng ở đâu? Quê ở đâu? Quê ở đâu? Em ở Đà Lạt. Bây giờ hỏi thiệt nào, bây giờ anh chịu có vợ xa không? Không. Ở Đà Lạt á? Cái đó phải về mày ở luôn, mà đi tới luôn chết luôn. Trời ơi, sao Tiến nói đúng cái gì nè? Em ở thành phố Đà Lạt đó anh. Nè, thiệt luôn bộ. Dạ. Sao chịu không? Không? Thì nó biết rồi sao để điều kiện gặp mặt bả. Anh có đi Đà Lạt lần nào chưa? Có. Ừ, thành phố nghe. Em bây giờ ở Đà Lạt hay có chịu không? Được, cái chuyện đó. Ủa sao nãy anh nói từ không, cái vụ mình đó. Mà cứ kêu bả gì đây chứ không phải mình. Nè, mình kêu em nói gì đấy, đừng có bả. Em có muốn kêu anh thì thích là gì nhà anh ở. Có mấy thì anh lên Đà Lạt anh ở với em. Ai được đó. Vậy đó, ừ. Vậy đi. Còn nếu mà có thương em quá anh bán nhà này. đi về nhà đi theo mở. Theo mở. Ừ, chịu không? Chúc Minh Hoàng cùng bạn đồng hành nhiều sức khỏe. Và cảm ơn chị Thị Tần Lê ha. Minh Hoàng Tiến Sông Nước cũng chúc anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống ha. Hồ Tiến TV nữa. Hồ Tiến TV rồi mày sao mày tham quá. Tiến là được rồi, vô đó ta gõ Tiến và ghê 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 điện hay gì điện hoài vậy? Có không? Có vợ chưa? Không. Nè. Cái câu này quan trọng nè. Tắt đi rồi nghe nè. Rồi. Nè. Anh có về nhà em ở được không? Okay. Ở Đà Lạt á. Thì trên đó thì ta nói chuyện với nhau rồi thì đối tượng với nhau thì gặp rồi muốn ở đâu ở. Mà quan trọng anh còn sức khỏe không? Gì đó là leo me nãy tao. Hỏi kỹ lên cái nữa. Khỏe. Sức khỏe dồi dào mới được, đâu đứng lên ngay. Đứng lên cho giống dáng đứng xa xa ra mới thấy hình. Đứng tuốt đó đó. Đứng tuốt vết tường á. Ừ, rồi. Ta giống như là hồi đó đi học mà bị thầy giáo. Ừ, giáo nè, có giống anh hả? Ừ. Đó, này, nó. Có liếc nó, rồi tướng ngon lành quá. Ừ, bóng thùng đẹp trai. Trời ơi, quá. Trời ơi. Trời ơi, tướng này. Có vỏ không? thấy người ta học vỏ mình thấy là nhái thôi. ngon ngồi xuống. Yeah. Anh có về nhà em ở được không? Trả lời cho tao biết đi. Thì em có nhà thì anh về nhà em ở. Được á, anh nói được á. Trần Thiên Mừng. Tiếp nữa nè. Anh có biết lái xe hơi được không? để còn gì chở em đi chơi. Có lái xe hơi được không? Rồi, vậy là hơi thua rồi ha. Vậy là không biết lái. Trả lời đây cho tao nghe. Là vô xe hơi thì không biết lái. Mà giờ đi, về đi học thì sẽ biết. Anh lái tàu thì được. Về lái tàu được. Như là chạy xe anh nói, anh nói anh lái máy bay không à? Ừ. Chứ anh có bằng lái máy bay. Còn lái xe anh không biết lái. Ông La thì có. Rồi chị Trần Thị Mừng này là muốn rước anh về đó. Nhà ta có xe hơi nè. Để chở em đi chơi. Trời ơi nghe đã không.
Trời ơi, cái kèo này còn thơm luôn đó. Còn thơm mà không biết lái nữa. Không biết lái hả? Bây giờ ngày mai anh đi đóng tiền học lái đi. Học lái rồi đi. Khi nào học xong chỉ có 3 tháng à. Cấp tốc. Gia viên là mình cưới anh cưới em. Gia viên anh cưới em luôn. Cưới em luôn. Vậy không? Bây giờ hỏi ghê bây giờ nếu mà chịu thì ngày mai anh đi đóng tiền học bằng lái. Hỏi có chịu rồi. Hỏi luôn. Vô đó qua cho qua đi. Sao quá? Vậy chứ bây giờ nhà người ta có xe hơi không đã phụ nữ chở anh. Anh là đàn ông phải chở phụ nữ đúng chứ. Rồi tới, tới nữa nè. Tới chị khác là chị Lệ, chị Lê, chị Lệ gì đó. Chào anh, em 52 tuổi, anh chịu không? Em ở xa lắm. Anh chịu không? Em chịu ở rể. Anh chịu ở rể không? Em thấy anh múa lửa thấy được. mới có múa đi đường quyền không mà à, chị này ở xa lắm, chị này ở Cộng hòa Liên bang Đức. Rồi, ngon luôn, ngon luôn, thôi nữa hả? Ngon luôn trời xa quá thì máy bay đâu có chạy mua mé vé máy bay đi bay cho anh đi quẩn. Anh chỉ làm bắt bo thôi. Hôm nay tiếng mấy anh em đi lên nhà của anh Sếp để quay tặng nhà cho cô chú anh em xem nha. Bữa nay lên tới nhà luôn rồi. Vui ha. Vui luôn rồi. Nói chuyện cũng vui ha. Đó nè thấy không? Đó đâu có phải em chế ra đâu kìa nè, ta ghi đàng hoàng chào anh, em 52 tuổi. Anh chịu không? Em ở xa lắm. Anh chịu không về ở rể. Chịu anh hỏi anh có chịu về ở rể không? Thì cái chị tình thương gì đó là muốn ở đâu là ở vậy chứ muốn chị, cho chị thích anh là cái chỗ nãy anh đứng lên anh múa lửa, anh múa lửa thấy được mới đứng lên múa lửa mà còn êm rồi đó êm rồi đó chút nữa hết đất bây giờ nó kiểm tra là phải 30 cái là hết đất vậy 30 cái luôn giỡn hoài làm liền làm liền nói làm liền nói làm liền cho đếm nha làm liền nghe khoan 1, 2, 3, 4 cái này 5, kiểm tra sức lực 7, 8, 9, 10 coi chừng cái lỗ mũi ăn chậu quá lẹ kìa 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cái gì cung cung cái tay sao cái sao sao cái giò nó quýu quýu ôi có chuyện cái lỗ mũi cái gì được cái mặt nó ngầu thầy ơi lật chữ thầy cho trời ông chúa cái đầu xuống mà cái đất ổng ở trên cao ông đâu có đưa cái đất xuống đâu anh thì liên hệ với Trang Lê nha quá lực rồi anh sẽ được quá lực mới giờ thử sức quá lực rồi 30 cái đó em chào chị quá ghê quá ghê Trung chào chị Thúy Nga đó thấy mấy chị thấy anh sếp lực không không mới làm cái 30 phát hết đất luôn heo cái này là anh nói là anh là thể lực dồi dào nên anh muốn thử sức là anh nói tự nhiên anh nói là anh hít 30 cái đó chứ mấy anh em không kêu nha cái này là cũng như là anh khu chương thể lực Trần Thị Bần tiếp nè hi hi thế là anh khỏe quá rồi ok rồi chả chịu rồi đó hết đất cái là có người chơi liền rồi ha. Tới Thanh Mai nè hít như vậy không được rồi An Giang quá An Giang bởi cái mặt ông chú xuống cái đất ông trên trời rồi chị Lệ là mấy anh ơi kêu